Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay lại với cả channel YouTube của mình ngày hôm nay. Đã một khoảng thời gian khá là lâu rồi kể từ lần cuối cùng mà mình ra cái trải bài Tarot và cũng như là mình đã có chia sẻ với mọi người trên cái cộng đồng của trang YouTube của mình á. Đấy là mình có vừa trải qua những cái khoảng thời gian thay đổi khá là lớn liên quan đến nội tâm cũng như là nhận thức bên trong của mình. Và điều đấy nó cũng đi kèm với rất là nhiều những cái quyết định mà mình muốn đưa ra cho cuộc sống của bản thân mình trong cái khoảng thời gian sắp tới. Và mình cũng đã suy nghĩ một khoảng thời gian rất là lâu về việc là không biết có nên tiếp tục với việc mà truyền tải những cái thông điệp thông qua những lá bài nữa hay không. Và rồi khi mà mình kết nối với con tim của mình thì mình nhận ra là bất kể mình có đang ở đâu trên cái cuộc hành trình này thì mình vẫn có một cái tình yêu rất là lớn với các lá bài. Và khi mà mình vẫn còn cảm thấy là cái trái tim của mình muốn thôi thúc mình làm những cái trải bài liên quan đến tarot thì mình vẫn sẽ tiếp tục sử dụng những cái lá bài để có thể truyền tải tới những cái thông điệp với mọi người và có thể gọi là giúp cho các bạn khi mà các bạn phát triển trên cái hành trình tâm linh của bản thân mình có những cái chỉ dẫn hoặc là đôi khi chỉ là những cái thông điệp động viên, đôi khi chỉ là một vài những cái lời hỗ trợ để giúp các bạn có thể đi tiếp trên cái hành trình của bản thân mình. Như vậy đối với mình cũng là rất là có ý nghĩa rồi. Thế nên là mình vẫn sẽ quyết định có thể gọi là đưa tới cho các bạn những cái thông điệp từ những cái lá bài thông qua cái khả năng gọi là nhận cái thông điệp từ vũ trụ của mình. Thì tới với cả cái trải bài của ngày hôm nay, mình muốn đưa tới cho các bạn một chủ đề về thông điệp của vũ trụ và những cái lời chỉ dẫn cho các bạn trên cái hành trình sắp tới. Những cái điều gì mà các bạn sẽ cần phải quay về bên trong để làm việc trong khoảng thời gian này và những cái điều gì đang chờ đợi bạn ở trên cái hành trình phía trước. Thì tới với cả trải bài của ngày hôm nay, chúng ta vẫn sẽ có 3 tụ bài cho các bạn lựa chọn. Đây sẽ là 3 tụ bài của ngày hôm nay cho các bạn lựa chọn. 1, 2 và 3. Các bạn hãy tập trung năng lượng này, sử dụng trực giác để tìm ra xem đâu là hộp bài mà các bạn cảm thấy thu hút nhất. Và mình sẽ để timestamp ở bên dưới để các bạn có thể kéo xuống tới với cả cái tụ bài mà các bạn lựa chọn luôn nhé. Xin chào tất cả các bạn đã tới với cả tụ bài số 1, đấy là hộp bài này. Mình sẽ để nó ở đây nha. Với hộp bài số 1 này mình sẽ lấy luôn bộ bài trong hộp bài để trải cho tụ 1 nhé. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ muốn check qua một chút về cái năng lượng hiện tại để xem rằng là đây có đúng phải là cái tụ bài mà các bạn cần lựa chọn hay không nha. Chúng ta có Market ở nhà số 10 và ở Thủy tinh Mercury. Mình nhìn thấy được là trong cái khoảng thời gian vừa rồi á, các bạn đã có một cái sự điều hướng năng lượng của bản thân mình rất là lớn để tập trung lại vào công việc và sự nghiệp của mình. Và rất là nhiều bạn đã có những cái suy nghĩ và đã có rất là nhiều những cái trăn trở cũng như là đắn đo hay là những cái bước tiến ấy, hoặc là những cái sự thay đổi bên trong nội tâm, cái cách mà các bạn nhìn nhận về bản thân mình và về mọi thứ xung quanh trong cái lĩnh vực công việc, sự nghiệp và trong cái lĩnh vực gọi là phát triển bản thân rất là nhiều. Bởi vì mình nhìn thấy được là cái khoảng thời gian vừa rồi các bạn có gặp nhiều những cái trục trặc và có gặp khá là nhiều những cái bước lùi trong công việc, sự nghiệp. Cũng không hẳn là bước lùi nhưng mà nó như kiểu là các bạn cảm thấy như kiểu mình mất định hướng hoặc là mình cảm thấy có rất là nhiều những cái sự lựa chọn hay là có rất là nhiều những cái suy nghĩ nó nổi lên bên trong các bạn và nó hướng các bạn tới với một cái điều gì đó khác. Bỗng dưng có một số bạn sẽ cảm thấy ngắt kết nối với những gì mà các bạn đang làm, dù là các bạn cảm thấy mình đã làm được rất là nhiều thứ với nó, hoặc là nó cũng có xuất phát từ những cái sở thích của mình hoặc là từ những cái đam mê của mình chẳng hạn. Nhưng mà tự dưng đến một lúc ạ, nó khiến cho các bạn cảm thấy là không biết liệu rằng đây có thực sự là con đường mà mình muốn phát triển nữa hay không. Một số bạn khác thì có cái sự phân vân và đắn đo rất là lớn với cái việc là liệu rằng tiếp theo thì mình nên làm gì cho cái sự phát triển sự nghiệp của mình. Và cái khoảng thời gian vừa rồi là cái lúc mà mình thấy các bạn đang điều hướng lại những cái điều đó trong công việc, sự nghiệp. Một số bạn khác thì cảm thấy rằng là ở cái nơi mà các bạn làm á, dường như nó không có thể nào giúp cho các bạn có thể phát triển được nữa. Chúng ta có King of Cups ngược này.
Nó giống như kiểu là ở cái nơi mà các bạn làm hiện tại á, các bạn có cái cảm giác như là các bạn cần phải đè nén và dồn nén rất là nhiều những cái tâm tư, suy nghĩ, cảm xúc. Các bạn không có hoàn toàn được sống thật với cảm xúc của mình, hoặc là nhiều khi các bạn cứ hay phải để ý nét mặt của mọi người, hay là phải để ý rất là nhiều thứ trong cái môi trường làm việc của các bạn, bởi vì nó bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau ấy. Nó khiến cho các bạn cảm thấy là dù rằng là các bạn không có gặp quá là nhiều vấn đề trong cái việc mà kiểm soát cảm xúc, nhưng mà lâu quá cái việc mà các bạn cứ phải đè nén hoặc là phải suy tính nhiều quá với những cái cách mà các bạn thể hiện, hoặc là với những cái mơ ước, mong muốn, suy nghĩ, cảm xúc thật của mình ấy, thì lâu dần nó tạo cho các bạn nhiều cái sự đè nén và nhiều cái sự gọi là mệt mỏi trong cái việc mà tiếp tục cái công việc này. Nhiều khi có rất là nhiều thứ mà các bạn muốn nói ra, hoặc là có những cái suy nghĩ thẳm sâu bên trong các bạn mà các bạn không chia sẻ ra được ấy, thì ngày một ngày hai có thể không sao, nhưng mà lâu dần á, nó tạo nên trong các bạn những cái năng lượng nó kiểu bị dồn nén và bị bực tức ấy. Và các bạn cảm thấy rằng là nhiều khi các bạn không có thể nào được bộc lộ hết những cái quan điểm hay là những cái suy nghĩ của bản thân mình. Chúng ta có death này. Cái lá bài này nó hơi nhạy cảm một chút, nên là mình sẽ che bớt đi những cái phần nhạy cảm nhé. Thì đây là lá bài death. Nghĩa là rất là nhiều bạn trong cái khoảng thời gian vừa rồi, các bạn đã muốn có một cái sự chuyển hóa lớn trong công việc rồi đấy. Có thể là chuyển sang một công việc khác, hoặc là các bạn sẽ nghĩ đến cái việc mà thay đổi cái cách mà mình hoạt động, thay đổi cái cách mà mình điều hướng công việc. Và một số bạn khác đang có cái xu hướng là muốn nói lên cái quan điểm của mình nhiều hơn, hoặc là muốn thể hiện bản thân mình nhiều hơn trong công việc. Trong cái khoảng thời gian tới thì một số bạn còn muốn gọi là làm những cái công việc mà liên quan nhiều hơn đến giao tiếp, đến nói chuyện, đến chia sẻ hoặc là truyền tải thông tin nữa. Và các bạn đang muốn gọi là thể hiện cái tiếng nói của mình nhiều hơn trong lĩnh vực công việc, sự nghiệp. Mình nhìn thấy được là cái khoảng thời gian sắp tới ạ, với những bạn mà đang trong cái năng lượng gọi là nghĩ xem là không biết sắp tới công việc sẽ như thế nào, hoặc là làm sao để mình có thể phát triển, thì mình nhìn thấy được là vũ trụ muốn các bạn tiếp tục giữ vững cái nội lực của bản thân mình. Những cái thử thách hoặc là những cái sóng gió có thể nó chưa hết, thế nhưng mà đây là một cái giai đoạn mà mình thấy vũ trụ rất là muốn các bạn tôi luyện cái nội lực và cái sức mạnh bên trong. Mình nhìn thấy được các bạn chọn tụ bài số 1 á, thực ra các bạn cũng là một người mà có cái trái tim nhạy cảm và các bạn suy nghĩ khá là nhiều cho những người xung quanh và cho những người khác. Bởi vì chúng ta có King of Cups ngược và 9 gậy này, tức là nhiều khi các bạn biết là một cái lời nói ra nó có thể gây sát thương, và những cái cách mà mình biểu đạt ấy đôi khi nó có thể mang tới những cái sự gọi là hiểu lầm, hoặc là mang tới những cái nỗi đau về mặt tinh thần và cảm xúc cho những người xung quanh. Nên là có rất là nhiều bạn sẽ gọi là ở trong một cái năng lượng suy tính và phân vân và rất là cố gắng ấy, để tìm tòi ra một cái cách thức tốt nhất để làm sao để bản thân mình vẫn có thể được sống thật và vẫn có thể được truyền đạt những cái thông điệp của mình, và đồng thời vẫn có thể gọi là không làm tổn thương tới cảm xúc và không làm tổn thương tới những cái suy nghĩ cũng như là những cái năng lượng của những cái người xung quanh. Mình nhìn thấy được các bạn là những người mà có khả năng nhìn rất là xa, và các bạn luôn luôn muốn tính toán một cách chu toàn để làm sao có thể ổn thỏa nhất cho tất cả các cái bên. Và đôi khi cái sự chu toàn này nó dẫn các bạn tới với một cái sự trì hoãn, và nó khiến cho các bạn cảm thấy là không biết mình cần phải làm sao để đưa ra được một cái quyết định chính xác. Thì mình nhìn thấy được vũ trụ muốn nói với các bạn là trong cái khoảng thời gian này hãy dành nhiều thời gian hơn để có thể kết nối bạn bè, hoặc là tìm tới những cái người mà hỗ trợ các bạn về mặt tinh thần. Chúng ta có 3 cốc đó. Vũ trụ thấy là cái khoảng thời gian vừa rồi các bạn đã ở trong cái phần lý trí và đắn đo về cái mặt xung đột, cái nội tâm rất là nhiều, bởi vì các bạn đã phải tính toán và phân tích và làm rất là nhiều thứ trong cái mặt nội tâm đó, và không có cái sự gọi là được thoải mái và không có cái sự được gọi là thoát ra được cái năng lượng ấy. Thì vũ trụ muốn các bạn hãy dành thời gian này để đi ra ngoài, đi chơi, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, kết nối với bạn bè nhiều hơn, nói chuyện với những người mà họ đồng cảm hoặc là họ thấu hiểu được với bạn về mặt cảm xúc. Bởi vì thông qua cái cách mà các bạn kết nối với họ ấy, và thông qua cái niềm vui cũng như là cái sự vui vẻ trong cái việc mà các bạn tương tác với họ, thì các bạn sẽ bắt đầu tìm ra được cho bản thân mình những cái câu trả lời, hoặc là tìm ra cho bản thân mình được những cái hướng đi mới. Cũng như là vũ trụ muốn các bạn nhìn thấy được một cái vấn đề ở đây, đấy là đôi khi bởi vì các bạn nghĩ cho bản thân, nghĩ cho những cái người xung quanh quá nhiều. Chúng ta có 9 cốc ngược. Đấy, các bạn nghĩ cho những cái người xung quanh quá nhiều và các bạn để tâm đến cảm xúc của họ quá quá là nhiều, nên là nhiều khi các bạn quên mất cái sự đổ đầy cho cái cốc nước của mình.
bởi vì các bạn là những người rất là trưởng thành, các bạn rất biết suy nghĩ cho những người xung quanh. Và nhiều khi cái sự suy nghĩ cho mọi người đó ấy, nó khiến cho các bạn vô tình phải gồng mình lên, hoặc là vô tình quên đi mất cái việc kết nối với cảm xúc nội tâm bên trong của mình khá là nhiều. Và vô tình lâu dần á, nó khiến cho các bạn bị mất đi cái năng lượng, và nó khiến cho các bạn cảm thấy là mệt mỏi rồi, giờ chỉ muốn nghỉ thôi, giờ chả muốn làm gì nữa, giờ không muốn giúp ai nữa, không muốn liên quan đến ai nữa, kiểu như vậy đó. Và cái tình trạng đấy á, nó vô tình nó lại diễn ra theo một cái vòng lặp. Nghĩa là khi mà các bạn có năng lượng thì các bạn lại lỡ cho đi quá nhiều, và các bạn quên mất cái việc kết nối với chính mình. Rồi khi mà các bạn bị kiệt sức quá ấy, các bạn lại cảm thấy rằng là tôi đóng cửa trái tim này, tôi không muốn nói chuyện với ai, tôi không muốn tương tác với ai cả, tôi cảm thấy rất là mệt mỏi rồi. Và khi mà chúng ta không có được một cái sự cân bằng trong cái năng lượng của bản thân mình thì nó rất là dễ khiến cho các bạn bị trao đi đảo lại trong cuộc sống, và nó không tạo nên được một cái duy trì hài hòa ấy. Thế nên rằng là trong cái khoảng thời gian này, vũ trụ muốn các bạn có thể gọi là quay về bên trong để kết nối hơn với cơ thể của bản thân, và kết nối hơn với cảm xúc, để xem rằng là đâu là một cái ngưỡng mà các bạn cảm thấy nó phù hợp, để các bạn có thể cân bằng lại được cái năng lượng và cân bằng lại được cái cảm xúc của mình. Khi mà nó bắt đầu đạt đến một cái ngưỡng mà các bạn gọi là thôi thôi phải nghỉ rồi đấy, thì lúc đấy thay vì quá cố gắng và thay vì quá gọi là phải ném cái năng lượng của mình ra để cho người khác, thì hãy lùi về đằng sau để nghỉ ngơi. Đấy là cái thông điệp mà mình nhìn thấy vũ trụ rất là muốn nhắn nhủ tới với các bạn chọn tụ bài số 1 trong cái khoảng thời gian này. Mình nhìn thấy rằng là có rất là nhiều người muốn kết hợp với các bạn trong cái khoảng thời gian sắp tới, hoặc là sẽ có những cái sự trợ giúp tới với các bạn. Và có những cái người mà muốn giao tiếp, muốn liên lạc, hoặc là muốn gọi là cùng các bạn làm một cái điều gì đó. Thế nhưng mà mình nhìn thấy các bạn sẽ khá là gọi là cảnh giác ấy trước những cái cơ hội này, hoặc là các bạn sẽ rất là kiểu để phòng, hoặc là kiểu suy nghĩ thật kỹ, bởi vì các bạn biết được rằng là cái năng lượng của bản thân mình cũng như là những cái tài năng mà các bạn có, hay là những cái gì mà các bạn có thể cho đi nó rất là nhiều. Thế nên là không phải cái gì tới các bạn cũng sẽ nhận, và không phải có cơ hội nào tới các bạn cũng sẽ ngay lập tức nhào vào nó luôn, mà các bạn sẽ bắt đầu dùng thêm cái sự minh triết và dùng thêm cái trí tuệ của bản thân mình để phân tích tình huống khá là nhiều. Mình nhìn thấy được với một số bạn chọn tụ bài số 1 đó, cái khoảng thời gian vừa rồi các bạn có một vài những cái nỗi buồn về mặt tình cảm. Năm cốc, có một số bạn chọn tụ bài số 1 trong cái khoảng thời gian vừa rồi đã trải qua những cái tổn thương, hay là trải qua những cái nỗi buồn khi mà một cái mối quan hệ nào đó nó chấm dứt, hoặc là một cái mối quan hệ nào đó nó đã không còn theo như là cái hướng của bạn nữa, bởi vì những cái sự xung khắc về mặt giao tiếp, hoặc là bởi vì một vài những cái sự xung đột trong cái định hướng về sự nghiệp và những cái định hướng về tương lai xa của cả hai người. Thì mình thấy được rằng là cái sự gọi là xung đột này nó đã khiến cho cả hai người không có hiểu nhau, và khiến cho cả hai người đều cảm thấy tổn thương rất là nhiều. Khi mà bạn hoặc là cả hai người á, đều nhìn thấy đối phương là một cái người rất là tuyệt vời, the star, đều nhìn thấy là người kia rất là tỏa sáng, đều nhìn thấy người kia là một ánh sáng trong mắt mình, và đều cảm thấy đây là một cái mối quan hệ mà khiến cho mình và cả đối phương đều có thể mở lòng và chân thật được với nhau. Cả hai người đều nhìn thấy được cái tiềm năng của cái mối quan hệ này, và thậm chí là một trong hai bạn còn là những cái người mà có cái sức ảnh hưởng, hoặc là các bạn ở trong những cái vị trí cao, vị trí lãnh đạo, và các bạn đều nhìn thấy được là cái đối phương là cái người rất là tiềm năng để có thể cùng đồng hành với mình, hoặc là họ hiểu được cái tầm nhìn của mình, họ hiểu được cái cách mà mình nhìn nhận cuộc sống, và họ hiểu được cái tầm nhìn dài hạn của bạn ấy. Đó, nên là nó đã khiến cho các bạn đã rung động và có một cái cảm xúc gọi là rất là muốn gắn kết với cái người này. Tuy nhiên thì càng vào sâu hơn hoặc là càng kết nối nhiều hơn thì chúng ta có 7 cốc này. Các bạn cảm thấy được là nhiều khi là mỗi bởi vì hai người đều có hoài bão và hai người đều có những cái tầm nhìn xa ấy, thế nên rằng là hai người đều có những cái kỳ vọng nhất định vào nhau. Và đôi khi khi mà chúng ta càng tương tác sâu hơn và chúng ta càng vào sâu hơn thì chúng ta mới càng thấy được rằng là nhiều khi chúng ta ở bên ngoài và nghĩ rằng là nó rất là tốt đẹp, nhưng mà vào sâu bên trong chúng ta mới thấy thực ra có rất là nhiều những cái bất cập, và thực ra có rất là nhiều những cái sự mong muốn từ phía cả hai bên mà cả hai bên đều không thể đáp ứng được mong muốn của nhau. Ví dụ như kiểu bạn thì đây để mình xem thực tế luôn chứ không phải ví dụ nữa. Như kiểu bạn thì bạn muốn là chúng ta có King of Wands ngược, nghĩa là bạn muốn rằng là cái đối phương sẽ là cái người mà có nhiều cái sự chủ động hơn trong cuộc sống. Họ sẽ biết cách gọi là đứng trên vững trên cái sức mạnh của mình hơn, và có thể tự gọi là
tạo lập được nhiều thứ hơn trong cái cuộc sống của bản thân mình, thay vì cái việc mà cứ phải dựa dẫm cái mặt cảm xúc hoặc là dựa dẫm một vài những cái yếu tố vào bạn. Thì bạn nhìn thấy được là cái đối phương, thay vì họ làm cái điều như vậy, trong khi họ có cái tiềm năng để làm điều đó, thì họ lại không làm. Còn từ phía đối phương thì họ lại muốn bạn kinh ngập sót ngược, nghĩa là họ muốn bạn trở nên gọi là quyết đoán hơn, có ý chí hơn, vững vàng hơn. Trong mắt của họ thì họ lại thấy rằng là nhiều khi bạn lại tình cảm quá, hoặc là nhiều khi bạn lại yếu mềm quá, bạn ủy mị quá, và bạn lại không có được cái sự quyết đoán, và họ lại kỳ vọng rằng là bạn sẽ phải trở thành một cái sự quyết đoán hơn trong cuộc sống, và có được những cái sự gọi là mạnh mẽ rõ ràng, trắng đen phải trái rõ ràng hơn, và họ không nhìn thấy được cái điều đấy ở bạn. Nên là cả hai người càng vào sâu lại càng cảm thấy là không biết rằng là liệu rằng mình có đi được với nhau nữa hay không, hay là không biết rằng là liệu rằng mình với cả cái người này có thể phát triển được hay không, khi mà cả hai người đều muốn phát triển nhưng mà cả hai người lại không thể nào chọn được một cái điểm chung và một cái điểm dung hòa ấy để có thể cùng phát triển với nhau. Bởi vì cả hai người mình nhìn thấy đều có hai lá king, à đâu, một lá king, một lá queen, nghĩa là realiza, không, hai lá king đấy. Sorry các bạn nha, bởi vì bộ bài này viết bằng tiếng Tây Ban Nha nên là nhiều khi mình không đọc được nó là king hay queen, đều hai lá đều là king đấy. Thì bởi vì cả hai người đều có cái năng lượng king, nghĩa là đều có cái tôi khá là lớn và đều mong muốn rằng là cái mối quan hệ nó sẽ phát triển hoặc là nó sẽ có thể được đi theo cái hướng mà mình mong muốn. Thế nên là cả hai người đã có những cái sự gọi là rất là buồn hoặc là rất là kiểu thất vọng ấy, khi mà cảm thấy là đối phương không thực sự hiểu mình hay là không thực sự thấy rằng là mình đang muốn tốt cho họ. Cả hai người đều nghĩ rằng là mình đang muốn tốt cho đối phương nhưng mà cả hai người lại không thực sự gọi là hoàn toàn đặt mình vào vị trí của người kia ấy, để nhìn thấy được là nó có thực sự tốt cho người ta hay không, hay là nó là cái quan điểm sống hoặc và nó là cái cách mà mình nhìn nhận mà thôi. Thế nên là trong cái giai đoạn vừa rồi có nhiều bạn đã phải quay về bên trong nhé, chúng ta có hermit quay về bên trong để soi chiếu lại rất là nhiều về cuộc sống này, về mối quan hệ này và về những cái gì mà các bạn muốn làm trong cái khoảng thời gian tới. Cái mối quan hệ đó nó cũng đã giúp cho rất là nhiều bạn phát triển và giúp cho rất là nhiều bạn nhìn nhận lại được những cái phần tối bên trong bản thân mình, và cũng như là nhìn nhận lại được những cái gì mà các bạn muốn làm trong cuộc sống. Và cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà mình nhìn thấy một vài bạn đã phải quay về bên trong hơn để gọi là điều hòa lại năng lượng, để hít thở. Để tận hưởng lại cái cuộc sống này và để lại bắt đầu kết nối lại cái trái tim của mình với cuộc sống, bởi vì các bạn đã quá là mệt mỏi cái khoảng thời gian vừa rồi rồi. Mình thấy là với các bạn chọn tụ bài số 1 này á, các bạn là những người mà có rất là nhiều điều mà các bạn muốn phát triển cho cá nhân của mình và cho cái cá nhân của mình nói riêng, cá nhân của mình nói chung và cái công việc sự nghiệp nói riêng, và các bạn cũng rất là đề cao cái việc phát triển công việc sự nghiệp của mình trong những cái năm này. Các bạn thấy được cái con đường mà các bạn muốn đi và các bạn nhìn thấy được cái tiềm năng của mình để các bạn gọi là phát triển nhiều hơn trong tương lai, và các bạn không muốn bỏ lỡ ấy, những cái cơ hội để bản thân mình có thể mở rộng và để bản thân mình có thể trở thành cái phiên bản tốt hơn. Chúng ta có Enchanted Forest, Mystery, Magic và Excitement. Các bạn nhìn thấy được là phía trước sẽ có rất là nhiều những cái cơ hội mở ra, và các bạn nhìn thấy được cả những cái tiềm năng mà các bạn có thể phát triển trong tương lai. Đây này, đó. Dù rằng là ở cái thời điểm hiện tại có thể mọi thứ nó mù mờ và mọi thứ nó chưa quá rõ ràng với các bạn, và các bạn không hoàn toàn cảm nhận được là nó sẽ ra sao, nó sẽ như thế nào, nhưng mà vũ trụ muốn nói ở cái khoảng thời gian hiện tại nó đang là cái lúc để các bạn điều hướng lại cái năng lượng của mình và kết nối với mặt trăng nhiều hơn, nghĩa là kết nối với trực giác và cảm xúc của bản thân mình nhiều hơn. Những cái giai đoạn trước á, các bạn đã phát triển cái sự nghiệp và phát triển cuộc sống của mình bằng cái lý trí và bằng cái sự phân tích tính toán rất là nhiều rồi, và cái sự lý trí đó nó có giúp cho các bạn đi rất là xa hoặc là đi tới được một cái điểm nào đó trên cái hành trình của bản thân mình. Nhưng trong cái thời điểm hiện tại, vũ trụ muốn các bạn kết nối sâu hơn với trực giác và với cái bản thể cao hơn, với cái higher self của mình, để có thể vận hành cái cuộc sống của mình ở một cái tần số cao hơn, thay vì là chỉ giữ nó ở trong cái phạm vi về cái mặt lý trí và tính toán và logic hay không mà thôi. Bởi vì đây là cái giai đoạn mà mình nhìn thấy có nhiều bạn sẽ được thôi thúc để phát triển sâu hơn về mặt tâm linh. Chúng ta có 27, 2 cộng 7 là 9. Đó, các bạn đã bắt đầu kết thúc một cái cycle, kết thúc một cái vòng tròn trong cái cuộc sống của mình rồi. Các bạn đã đi rất là xa.
và các bạn đã kết thúc được một cái chặng gọi là không hề đơn giản trong cuộc sống, và bây giờ là một chặng khác mở ra. Với một cái chặng khác này, nó sẽ đòi hỏi các bạn vận hành ở ở một cái tần số khác và vận hành ở một cái nhận biết cũng như là ở một cái nhận thức cao hơn. Thế nên là dù rằng cái chặng đường này có thể nó không quá rõ ràng đối với một số bạn, nhưng mà mình nhìn thấy là chỉ cần các bạn kết nối được với trực giác và với trái tim và với cảm nhận của mình, thì các bạn sẽ bắt đầu biết được rằng là bản thân mình sẽ cần phải làm gì trong cái khoảng thời gian sắp tới. Chúng ta có thinking of you, a loving thought. Nếu như các bạn có đang phân vân và suy nghĩ xem rằng là không biết đối phương có nghĩ tới mình hay không, thì câu trả lời là có. Cái người mà bạn vẫn đang nghĩ tới, họ vẫn có đặt các bạn trong lòng và họ vẫn nghĩ tới các bạn khá là nhiều trong cái thời gian rảnh của họ ấy. Và đối với họ thì bạn là một cái người mà cân bằng được cái năng lượng của họ. Nghĩa là nó giống như kiểu bạn sẽ là cái người còn lại để cân bằng lại được cái năng lượng cho họ ấy. Chúng ta có Temperance, cả hai người tuy là đối lập lẫn nhau nhưng mà lại rất là tương hỗ cho nhau, và họ cảm thấy khi mà ở bên cạnh bạn thì họ như kiểu được nuôi dưỡng và cái trái tim của họ nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nên là cứ mỗi khi mà nghĩ tới bạn ấy thì họ lại cảm thấy rất là yên bình, rất là yên ả, và họ cảm thấy rằng là hai người là những cái người rất là hòa hợp với nhau. Họ vẫn nghĩ tới cái việc là có thể có một cái tương lai lâu dài với các bạn. Chúng ta có 10 xu ở đây. Họ vẫn muốn nghĩ tới cái tương lai xa với các bạn, vẫn muốn xây dựng một cái tổ ấm xa hơn, hoặc là muốn có một cái kết quả xa hơn với các bạn. Thì tuy nhiên ở cái thời điểm hiện tại chúng ta lại còn có 10 kiếm nữa. Họ vẫn cảm thấy rất là đau lòng bởi những cái gì xảy ra, và họ vẫn cảm thấy như kiểu cả hai người tuy là cảm thấy hòa hợp như vậy và nghĩ rằng cả hai người đều có thể phát triển được xa như vậy, tuy nhiên thì hai người lại có quá là nhiều những cái bất đồng về mặt quan điểm sống, quá là nhiều những cái bất đồng về các cái nền tảng này, cái suy nghĩ này, cái cách thức vận hành cuộc sống. Và cái sự bất đồng này nó lại để lại tổn thương cho hai người rất là nhiều. Thế nên là cái giai đoạn này tuy là hai người mình thấy có nhiều cảm xúc cho nhau, thế nhưng mà cái sự liên lạc và cái sự giao tiếp cũng như là cái cách mà vũ trụ muốn cái mối quan hệ này nó vận hành ra sao ạ, nó sẽ đi rất là ngược với những cái gì mà các bạn mong muốn. Vũ trụ sẽ chặn lại những cái sự giao tiếp giữa bạn và cái người này. Và để cho các bạn có cái nhiều cái năng lượng và nhiều cái nội lực hơn để hướng về những cái điều mà các bạn muốn làm và muốn phát triển trong cái công việc sự nghiệp của các bạn. Thế nên rằng là thay vì chúng ta quá cố gắng và khiên cưỡng để khiến cho cái mối quan hệ này phát triển theo ý mình, thì mình nhìn thấy vũ trụ muốn các bạn có thể xuôi dòng và điều hướng lại cái năng lượng của mình về với cả cái sự về với cả cái sự bình yên bên trong nội tâm của bản thân. Chúng ta có peace. Đấy. Và khi các bạn tìm thấy được cái sự bình yên bên trong nội tâm và gọi là tách bản thân mình ra khỏi những cái suy nghĩ rối rắm, thì khi đấy á, các bạn sẽ bắt đầu có cho bản thân mình được cái câu trả lời cho cái hành trình sắp tới. Từ bây giờ cho đến đổ về sau á, mọi thứ nó sẽ không theo những cái gì mà các bạn tính toán về mặt logic lý trí nữa. Các bạn là những người rất là thông minh, thế nên rằng là mình nhìn thấy được các bạn đôi khi rất là muốn tính toán trước ấy, xem rằng là mọi thứ nó sẽ phát triển như thế nào. Và đôi khi trong cuộc sống rất là nhiều lúc rồi, các bạn còn tính rất là đúng nữa cơ. Nên là nhiều khi nó khiến cho mình tạo nên một cái cảm giác rất là chấp vào những cái gì mà mình muốn nó phải xảy ra theo ý mình á. Thì giai đoạn này là cái giai đoạn mà vũ trụ muốn các bạn là tin tưởng vào cái bánh xe số phận, tin tưởng vào những cái gì mà nó là cái quy luật tự nhiên của cuộc sống, và để cho mọi thứ vận hành theo đúng cái năng lượng và theo đúng cái tiến trình của nó. Thì khi đấy các bạn sẽ cảm thấy gọi là có cái sự yên bình nhiều hơn bên trong nội tâm của mình rất là nhiều. Đó, đấy là những cái thông điệp mà mình nhìn thấy vũ trụ muốn gửi tới cho các bạn trong cái khoảng thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh của mình ngày hôm nay, và đừng quên like và subscribe nhé. Bye bye. Chào tất cả các bạn đã tới với cả tụ bài số 2. Đấy là hộp bài này. Mình sẽ để nó ở đây nha. Mình sẽ lấy luôn bộ bài trong cái hộp bài này để trải cho các bạn luôn. Đây là một bộ mà mình đã từng rất là thích, nhưng mà đến mãi đến tận bây giờ mình mới cảm thấy kiểu năng lượng của mình và nó kết nối hoàn toàn với nhau ấy. Kiểu trước đây mình mua nhưng mà mình với nó kiểu không thân nhau lắm. Đến bây giờ thì mình mới cảm thấy là kiểu chúng mình có thể làm việc được với nhau và có thể gọi là yêu thương nhau hơn trong khoảng thời gian này. Ok, đầu tiên thì mình sẽ check qua một chút về cái năng lượng hiện tại để xem rằng là đây có đúng phải là cái tụ bài mà các bạn cần lựa chọn hay không nha. Chúng ta có mặt trời ở thiên bình và nhà số 7.
Mặt trời Thiên Bình nhà số 7. Ok, trong khoảng thời gian vừa rồi mình nhìn thấy được là rất là nhiều bạn chọn tụ bài số 1. Các bạn học được bài học về việc yêu thương bản thân mình thông qua các cái mối quan hệ xã hội của các bạn, đặc biệt là các mối quan hệ tình cảm. Không nhất thiết phải hoàn toàn là tình cảm đâu, nhưng mà mình nhìn thấy được là trong cái khoảng thời gian vừa rồi á, các bạn hay được đặt vào những cái tình huống để các bạn biết cách kết nối được với cả cái tôi, nghĩa là cái bản thể của mình, để xem rằng là mình thực sự muốn gì, mình như thế nào trong các mối quan hệ cá nhân. Bởi vì các bạn chọn tụ bài số 2 này, mình nhìn thấy được các bạn là những người mà rất là thiên về các mối quan hệ, nghĩa là các bạn hướng về cái việc xây dựng những cái mối quan hệ tốt đẹp này. Các bạn muốn hài hòa với những cái mối quan hệ đôi bên, từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tình cảm, vợ chồng, con cái. Các bạn là những người mà rất là hướng về cái tình yêu ấy, và hướng về cái việc mà kết nối với con người. Rất là nhiều bạn chọn tụ bài số 2 này, các bạn cũng đang làm việc với con người nữa, hoặc là làm việc với cảm xúc, làm việc với vẻ đẹp, nghệ thuật, hoặc là làm những cái công việc mà nó thiên về cái hướng phát triển nội tâm con người và phát triển cái vẻ đẹp ở bên trong nội tâm của một người nhiều hơn. Hoặc là một số bạn trong khoảng thời gian sắp tới các bạn sẽ muốn đi theo cái con đường đó. Thì mình nhìn thấy là bởi vì như vậy, thế nên rằng là các cái mối quan hệ đối với các bạn rất là quan trọng, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái cảm xúc và ảnh hưởng trực tiếp tới cái năng lượng của các bạn. Và cái khoảng thời gian vừa rồi là cái lúc mà mình thấy chúng ta có hai kiếm này, là cái lúc mà các bạn đã phải đứng trước rất là nhiều những cái sự phân vân và lựa chọn trong những cái quyết định của bản thân mình liên quan tới các cái mối quan hệ. Đi hay ở này, nói ra hay không này, có nên làm như vậy hay không, hay là có nên thể hiện rõ cái quan điểm và chính kiến của bản thân mình trong tình huống này hay không. Chúng ta có Muse of Voices. Mình nhìn thấy được là cái khoảng thời gian vừa rồi thì với rất là nhiều bạn chọn tụ bài số 2, các bạn đã có một cái sự phân vân rất là lớn trong việc đi hay ở trong một cái mối quan hệ tình cảm với một cái người mà họ có một cái năng lượng King of Swords. Người này có thể là người trong gia đình của các bạn, hoặc là một cái người trong cái chuyện tình cảm. Thì mình nhìn thấy được là với cái người này á, thì họ có một cái năng lượng mà khá là hà khắc, và họ có những cái quan điểm riêng, chính kiến riêng của họ, và nhiều khi cái lời nói của họ họ nói ra ấy, nó không hoàn toàn khiến cho các bạn cảm thấy được an ủi đâu, mà họ nói rất là thẳng toẹt, và họ có nhiều những cái lời nói mà khiến cho các bạn cảm thấy rất là đau lòng. Mình nhìn thấy được là bạn rất là muốn cân bằng và hài hòa với cái người này nha. Chúng ta có Temperance, bạn muốn được yêu thương, bạn muốn xây dựng một mối quan hệ cân bằng với họ, và bạn nhìn thấy được rằng là ở họ ấy, vẫn có những cái phẩm chất, hoặc là vẫn có những cái điều mà bạn cần phải học hỏi, và bạn nhìn thấy được những cái điểm mạnh của họ, bạn cũng nhìn thấy được những cái sự thông minh, cái trí tuệ, hay là cái năng lực, cái khả năng của họ. Tuy nhiên thì trong cái mối quan hệ này, đôi khi bởi vì họ có những cái lời nói, hoặc là họ có những cái hành động nó rất là gây tổn thương cho bạn ấy, trong khi bạn lại là một cái người mà rất là nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng năng lượng cảm xúc, thế nên rằng là lâu dần nó khiến cho các bạn trở thành một cái người rất là đề phòng. Chúng ta có Nine of Swords, à Nine of Wands, trở thành một người rất là đề phòng và trở thành một người không hoàn toàn sẵn sàng để có thể muốn mở lòng và đón nhận cái người này vào lại cuộc sống của các bạn nữa. Bởi vì các bạn chỉ muốn có một cái mối quan hệ, hoặc là có được những cái kết nối nó bình yên thôi, nó vui vẻ thôi, nó hỗ trợ và nó gắn kết về cái mặt tinh thần và cảm xúc thôi. Nhưng mà cái lời nói của cái người này nó lại như kiểu là 10 nhát dao đâm vào con tim bé nhỏ của tôi vậy. Đấy, nó khiến cho các bạn cảm thấy nó ảnh hưởng tới cái giá trị bản thân của các bạn. Chúng ta có 9 xu ngược. Nó ảnh hưởng tới cái cách mà các bạn nhìn nhận bản thân mình, và những cái lời nói của cái người này đôi khi nó lại quá chắc chắn, hoặc là đôi khi nó lại quá là lạnh lùng ấy, hoặc là cái thái độ của họ nó lại quá là lạnh lùng, và nhiều khi nó khiến cho các bạn cảm thấy không biết là mình có sai ở đâu không, mình đã làm như vậy có đủ tốt không, hay là mình vẫn còn có lỗi, hay là lỗi là do mình, hay là vấn đề là ở mình, hay là do mình chưa ổn, mình chưa đủ, mình chưa mạnh mẽ, mình chưa thực sự là một người tốt, mình chưa phải là một người biết kết nối với cả cái nội tâm của mình, hay là mình vẫn chưa thực sự yêu thương họ. Và cái điều đấy nó khiến cho các bạn vô tình nghi ngờ bản thân mình rất là nhiều. Thế nên trong cái khoảng thời gian này mình nhìn thấy vũ trụ đang ở trong một cái năng lượng, đấy là muốn các bạn nhận ra được bản thân mình là một the magician nhá. Chúng ta có the magician này, nhận ra bản thân mình là một người kiến tạo và làm chủ thực tại của mình, nhận ra bản thân mình có nhiều những cái nội lực và khả năng hơn thế. Bởi vì những bạn chọn tụ bài số 2 là những người mà có một cái trái tim rất là nhạy cảm, và các bạn là những cái người có một cái trái tim rất là yêu thương, rất là bao dung cho người khác. Thế nên đôi khi á,
và các bạn lại còn là những cái người mà hay biết soi chiếu bản thân nữa cơ. Nên là đôi khi các bạn hay tự vấn bản thân và hay tự trách bản thân là không biết mình đã gọi là làm như vậy đã đủ chưa, đã ổn chưa, cái cách hành xử của mình có tốt không, hay là lỗi vẫn là ở mình. Và vũ trụ muốn các bạn trong cái khoảng thời gian này biết cách thoát ra được khỏi cái tâm lý và cái trạng thái mà tự thao túng bản thân đó, hoặc là tự nghĩ xấu về bản thân, tự nghĩ những cái điều không tốt về mình, hoặc là tự đổ lỗi cho mình quá nhiều, mà đứng trên một cái năng lượng đấy là làm chủ được cái thực tại của mình và biết được bản thân mình là ai, bản thân mình muốn gì, và cái con người thật của mình, cái nhân cách thật của mình, và cái gọi là cái tiếng nói của mình ấy ở trong các cái mối quan hệ sẽ là như thế nào. Các bạn chọn tụ bài số 2 này là những cái người mà rất là truyền cảm hứng, và các bạn sống thiên về cái phần linh hồn, tâm hồn rất là nhiều. Chúng ta có King of Wands đó, nghĩa là các bạn là những cái người mà rất là hướng về những cái điều tốt đẹp. Các bạn muốn truyền những cái năng lượng tốt đẹp tới với những cái người xung quanh, và các bạn muốn cái cuộc sống, muốn là bản thân mình có thể khám phá này, trải nghiệm này, và có thể sống được hết tất cả những cái ước mơ hay là những cái điều mà các bạn mong muốn. Các bạn muốn là cái người mà có thể làm được cái điều đó. Nên là nhiều khi với các bạn chọn tụ bài số 2 á, các bạn hay có nhiều những cái ý tưởng mới này, các bạn hay có nhiều những cái suy nghĩ này, các bạn hay có nhiều những cái thông điệp mà các bạn nhận được ở cái thế giới bên trên, và các bạn có rất là nhiều điều mà các bạn muốn làm, các bạn muốn truyền tải và các bạn muốn đem tới với cái thế giới này. Tuy nhiên thì bởi vì nhiều khi mình lại hơi đấy không được vững ấy trong cái cách mà các bạn kết nối với những cái mối quan hệ, thế nên rằng là vũ trụ đã đưa tới cho các bạn khá là nhiều những cái người mà họ có cái năng lượng kiểu King of Swords, nghĩa là cái năng lượng rất là phán xét, hoặc là nói những cái lời mà nó khiến cho các bạn bị đau lòng, bị tổn thương, hoặc là kiểu họ rất là kiểu cổ hủ ấy, hoặc là họ rất là vững, hoặc là họ rất là fix, nghĩa là họ không có thay đổi trong cái quyết định của bản thân mình. Và cái điều đấy ạ, nó khiến cho các bạn phải nhìn lại bản thân xem rằng là liệu rằng mình có bị kéo theo cái năng lượng của những cái người này hay không. Đấy, mình có bị nương theo, mình có bị xuôi theo hay không, để mình lại tự vấn mình lại tự trách mình lại tự nghĩ là mình có vấn đề, hay là thực sự các bạn biết rõ bản thân mình là ai, các bạn biết rõ cái cuộc sống mà các bạn muốn kiến tạo cho mình là gì. Những bạn chọn tụ bài số 2 á, các bạn là những người mà có thể hy sinh đi bản thân mình, hoặc là bỏ đi một vài những cái mong muốn và nhu cầu của mình khi mà các bạn bước vào những cái mối quan hệ tình cảm. Nghĩa là khi mà các bạn độc lập á, các bạn ở một mình thì các bạn không sao đâu. Nhưng mà khi mà các bạn bắt đầu yêu một ai đó, hoặc là các bạn ở trong cái sự tương tác với cả cái người mà các bạn yêu thương, hoặc là trở về với gia đình chẳng hạn đi. Đấy, một số bạn, cái người King of Swords này sẽ là một người trong gia đình. Thì khi mà các bạn bắt đầu lại ở trong cái năng lượng của những cái người đó, những cái người mà các bạn có tình cảm yêu thương đấy, thì các bạn lại bắt đầu phân vân và chăn trở rất là nhiều. Đấy, các bạn không còn quyết định được nữa, và các bạn lại nghĩ rằng là ô không, mình phải làm một cái gì đó để hài hòa với họ nữa, mình phải làm một cái gì đó cho họ nữa. Và nó bắt đầu khiến cho các bạn mất đi cái sức mạnh nội tại của bản thân mình, và mất đi cái quyền quyết định cái cuộc sống của bản thân mình rất là nhiều. Và điều đấy vô tình nó khiến cho rất là nhiều những cái điều mà các bạn muốn làm trong cuộc sống ấy, nó vẫn chưa được thăng hoa. Đấy, nó vẫn chưa được nở hoa. Và dù rằng là các bạn biết mình có một cái khả năng và có một cái nguồn lực nào đó bên trong mình rất là mạnh ấy, nhưng mà mình vẫn chưa bứt phá được hết, bởi vì nó vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mọi người rất là nhiều. Đây các bạn thấy không, có một cái ly này, và cái người này đang ngồi rất là ôm đầu ấy. Nghĩa là các bạn bị ảnh hưởng cảm xúc từ những người xung quanh rất là lớn, từ những người mà các bạn yêu thương, từ những người mà ở trong cái vòng tròn nhỏ của các bạn. Với những cái người ngoài, những cái người lạ thì đôi khi các bạn không quan tâm đâu. Nhưng mà đây này, cái thế giới nội tâm ấy, đấy, với những cái người mà ở trong cái vòng tròn nhỏ thì dường như là họ lại ảnh hưởng đến cảm xúc của các bạn rất là nhiều. Thế nên trong cái khoảng thời gian này, vũ trụ sẽ muốn các bạn học được cái bài học Five of Voices, nghĩa là năm kiếm, nghĩa là bài học biết nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, và biết vượt ra khỏi những cái suy nghĩ tự mình xung đột nội tâm, tự mình xung đột cái thế giới ở bên trong của mình, để thực sự kết nối được với cả tiếng nói bên trong của mình, và biết xem cái điều gì là cái điều phù hợp với chính mình, và không có cảm thấy tội lỗi, hay là không có cảm thấy bản thân mình là một người xấu xa và tồi tệ nếu như mình lựa chọn chính mình nữa. Đây là một bài học rất là khó với các bạn chọn tụ bài số 2 luôn, bởi vì các bạn là những người mà có một cái trái tim thấu cảm. Và khi mà đã là một cái người mà hướng về các cái mối quan hệ và thấu cảm như vậy, thì cái việc mà xây dựng được cái nội lực và cái tôi á, đây này, cái mặt trời này, là một điều mà gần như là các bạn sẽ phải học đi học lại rất là nhiều lần trong cuộc sống của mình luôn á. Chúng ta có 10 kiếm ngược nữa này.
Cái giai đoạn vừa rồi mình nhìn thấy có khá là nhiều bạn đã phải trải qua những cái đau thương khi mà các bạn đã kết thúc một cái mối quan hệ nào đó, hoặc là một cái đau thương khi mà các bạn xảy ra một cái sự tranh cãi, mâu thuẫn với những cái người mà các bạn yêu thương trong gia đình hoặc là bạn bè chẳng hạn. Và những cái điều đó nó như là 10 cái nhát dao xuyên tim các bạn vậy, các bạn cảm thấy rất là kiệt quệ và gần như là không thể nào ngay lập tức mà tái tạo lại được cái năng lượng trái tim của bản thân mình với cái người này hoặc là với cái cuộc sống được. Mình nhìn thấy được là chúng ta có Queen of Swords này. Đấy. Bạn rất là muốn nói ra cái quan điểm của mình nhưng bạn lại sợ rằng là nếu như mình nói ra hẳn cái quan điểm của mình hoặc là thể hiện hết cái con người của mình ra thì lỡ như nó lại làm tổn thương đối phương thì sao? Bản thân các bạn là cái người nhìn ra mọi thứ rất là rõ ấy, và các bạn biết rõ vấn đề của mình là gì, vấn đề của họ là gì, nhưng mà nhiều khi bởi vì bạn rất là sợ là kiểu nếu như mình quá là thẳng thắn hoặc là mình nói quá là rõ ràng ấy thì nhiều khi nó lại làm tổn thương cho những cái người xung quanh và các bạn không hề muốn thế. Thế nên là khi mà các bạn càng như vậy thì những cái năng lượng xung quanh nó lại càng rất là cố gắng để đàn áp cái năng lượng của các bạn nhiều hơn, và nó khiến cho các bạn vô tình lại nhận về rất là nhiều những cái năng lượng đau lòng này ở bên trong bản thân mình. Mình nhìn thấy được với một số bạn trong cái khoảng thời gian vừa rồi các bạn có những cái sự tranh cãi hoặc là các bạn gặp những cái năng lượng rất là đau lòng tới từ một cái người phụ nữ nào đó mang cái năng lượng kiếm rất là nhiều, nghĩa là dù là họ họ có suy nghĩ, họ thông minh, họ sắc bén nhưng mà cái lời nói của họ hoặc là cái hành vi của họ ấy nó gây tổn thương và nó ảnh hưởng đến bạn rất là lớn, và dù là các bạn cũng yêu thương cái người này thế nhưng mà các bạn cảm thấy rất là bế tắc. Tám kiếm, bởi vì nhiều khi các bạn chỉ là muốn yêu thương và muốn dung hòa cái mối quan hệ với cả cái người phụ nữ này thôi, thế nhưng mà bởi vì sao cứ mỗi lần mà các bạn cố gắng muốn dung hòa thì họ lại đâm cho bạn một cái nhát dao như vậy, hoặc là họ lại nói những cái lời nói khiến cho các bạn tổn thương như vậy. Và cái trái tim của các bạn thì lại quá là nhạy cảm. Chúng ta có Page of Emotion, chúng ta có Page of Cup ngược. Trái tim của các bạn lại quá là nhạy cảm, các bạn chỉ muốn được yêu thương như một em bé mà thôi. Thế này, cái trái tim các bạn có một cái hình hình trái tim màu vàng này. Trái tim của các bạn giống như là một trái tim vàng vậy, nghĩa là các bạn chỉ muốn được yêu thương, muốn hướng tới những cái điều tươi đẹp, muốn làm những cái điều mà nó nhẹ nhàng, bình yên, vui vẻ, muốn phát triển cuộc sống của mình một cách gọi là giàu tình yêu hơn, hướng tới ánh sáng nhiều hơn. Nhưng mà bản thân mình lại liên tục phải hứng chịu những cái lời nói này, hoặc là gặp những cái hành vi, hoặc là gặp những cái tình huống như thế này, nó khiến cho mình rất là đau lòng. Nó khiến cho mình cảm thấy muốn khép cái trái tim của mình lại và không muốn trao đi cái tình cảm của mình nữa, hoặc là không muốn kết nối lại sâu hơn với những cái người này nữa, bởi vì cái năng lượng nó hơi bị hung hãn của họ ấy. Thì mình nhìn thấy được trong cái khoảng thời gian này vũ trụ muốn các bạn hãy dùng tất cả những cái mối quan hệ mà các bạn đang có ở thời điểm hiện tại để dùng nó làm một cái tấm gương để soi chiếu. Chúng ta có năm năm thì đây, năm gậy. Năm gậy, nhưng mà các bạn nhìn thấy này, có rất là nhiều cái gương. Đấy, vũ trụ muốn các bạn hãy dùng những cái mối quan hệ hiện tại, dù là tình yêu, gia đình, sự nghiệp, bạn bè, những cái người mà các bạn cảm thấy bị tổn thương này này, hãy dùng nó để soi chiếu lại cái nội tâm của mình, xem rằng là bởi vì sao mình lại bị công kích năng lượng như vậy, nó đang chạm vào cái tổn thương gì của mình, hoặc là cái lý do gì khiến mình vẫn đang giữ cái những cái người này ở trong cuộc sống của mình hiện tại, và mình vẫn chưa có một cái ranh giới rõ ràng với những cái người này ở cái thời điểm hiện tại. Mình vẫn còn đang muốn chứng minh điều gì, hoặc mình vẫn còn đang cảm thấy bản thân mình phải gồng lên để thể hiện cái điều gì trong những cái tình huống này, và nó khiến cho mình khó để có thể rời đi như thế. Chúng ta có Nine of Emotion. Nó muốn nói ở đây là các bạn chọn tụ bài số 2, các bạn là những người mà hay nhìn thấy những cái vẻ đẹp nhất ở trong những người xung quanh. Các bạn không muốn nhìn thấy họ xấu xa và tồi tệ, các bạn sẽ luôn tìm ra được cái lý do để nhìn thấy được cái vẻ đẹp của họ, và các bạn sẽ luôn nhìn thấy được những cái điều thẳm sâu bên trong nội tâm của họ, thậm chí là họ còn chưa nhìn thấy. Và đôi khi các bạn, bởi vì các bạn lại nhìn thấy được những cái thẳm sâu đó, và các bạn lại sống với những cái thẳm sâu đó nhá. Nine of Cups nghĩa là các bạn sống với những cái tiềm năng mà các bạn nhìn thấy ở họ, các bạn sống với những cái vẻ đẹp mà các bạn nhìn thấy ở sâu bên trong nội tâm của họ, chứ không phải con người của họ hiện tại, mà nó khiến cho các bạn vô tình trở thành một người mà cứ liên tục để cho người khác làm tổn thương mình chẳng hạn, hoặc liên tục nghĩ rằng là rồi một ngày họ sẽ thay đổi, hoặc là mình sẽ có khả năng chờ đợi để họ có thể nhìn thấy được ánh sáng từ mình, dạng như vậy. Và nó khiến cho các bạn vô tình á, đó, nhận lại rất là nhiều những cái nỗi đau và tổn thương như thế này.
Thế nên trong cái khoảng thời gian này, vũ trụ muốn các bạn hãy soi chiếu lại bên trong nội tâm của mình xem là mình đang có cái một cái vòng lặp gì, hoặc là một cái phẩm chất nào của mình mà nó đang khiến cho mình bị kẹt trong một cái vòng lặp nó không có phù hợp. Để bản thân mình nhìn ra được cái đường hướng để mình có thể hành xử khác đi và đưa cho bản thân mình được những cái quyết định khác đi á. Chúng ta có nine à đâu? Eight of material ngược. Một số bạn á, bởi vì các bạn quá tập trung vào các cái mối quan hệ, thế nên rằng là các bạn đang hơi bỏ bê cái tình hình công việc sự nghiệp của mình, hoặc là các bạn đang ở trong một cái năng lượng mà các bạn quá là muốn tập trung vào các cái mối quan hệ xung quanh, nên là nhiều khi các cái ý tưởng hay là những cái điều mà các bạn muốn thực hiện trong cuộc sống ấy, nó không còn năng lượng để các bạn làm nữa. Các bạn nghĩ tới những cái ý tưởng mà các bạn muốn làm, hoặc là các bạn nghĩ tới những cái điều mà các bạn muốn thực hiện, nhưng mà các bạn cảm thấy không có sức, hoặc là các bạn cảm thấy nó quá là mệt mỏi, nó quá là kiệt quệ rồi, và các bạn bây giờ chỉ muốn gọi là nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà cứ mỗi khi nghỉ ngơi thì các bạn lại nghĩ rất là nhiều về những cái mối quan hệ đã từng qua đi của các bạn. Và cái điều này vô tình nó gây ảnh hưởng rất là lớn đến cái cách mà các bạn kết nối với thực tại và cách mà các bạn vận hành cái cuộc sống thực tế ở cái thế giới vật chất. Thế nên là đây, để mình sẽ lấy bộ này đi. Bộ này sẽ cho lời khuyên tốt hơn. Thế nên là chúng ta có tờ voi. Các bạn chọn tụ bài số 2. Các bạn là những người rất là tâm linh. Nhưng mà liệu rằng các bạn có đang vô tình kết nối với tâm linh và kết nối với những trải bài tarot hay kết nối với những cái chương trình chữa lành để chạy trốn đi cái việc mà đối diện thẳm sâu với bóng tối hay không? Bởi vì chữa lành không phải là chạy trốn, chữa lành không phải là chỉ có yêu thương và ánh sáng, nó là đối diện thẳm sâu với bóng tối của mình. The Void. Và liệu rằng các bạn có đang vô tình chạy trốn đi cái việc đối diện với những cái vấn đề mà mình cần phải giải quyết ở bên trong nội tâm của mình hay không đây? Có rất là nhiều bạn chọn tụ bài số 2 còn là những người đang làm công việc với healer này, coach này, hay là những cái người mà truyền cảm hứng hoặc là giảng dạy, hoặc là kiểu làm về con người và cảm xúc và cộng đồng nữa. Nhưng mà nếu như các bạn cứ chạy trốn đi bóng tối của mình như thế này, bằng việc giúp đỡ người khác, bằng việc ném năng lượng của mình ra bên ngoài, hoặc là bằng việc chạy trốn vào những cái mối quan hệ tình yêu, những mối quan hệ lãng mạn, hoặc là đấy, không giải quyết những cái vấn đề về gia đình gốc rễ, thì liệu rằng là các bạn có thực sự có thể nở hoa được trong những cái gì mà các bạn đang làm hay không? Vũ trụ đang nói các bạn đang chạy trốn đi bóng tối. Và trong cái trải bài vừa rồi mình cũng đã phân tích được một số những cái vấn đề mà vũ trụ muốn gửi tới các bạn và muốn các bạn giải quyết trong tình huống hiện tại rồi. Đấy, chúng ta có love này. Vũ trụ muốn các bạn kết nối với tình yêu ở bên trong chính mình. Các bạn có rất là nhiều những cái sự thông cảm với thế giới xung quanh, thế nhưng mà đôi khi nó lại khiến các bạn bị ngắt kết nối với bản thân mình. Nó lại trở thành một cái lý do để các bạn hợp thức hóa những cái gì mà mọi người làm, chứ các bạn lại không kết nối được với tình yêu với bản thân. Và vô tình nó khiến cho cái trái tim nhỏ bé của các bạn lại chịu rất là nhiều những cái tổn thương và những cái cú sốc. Vậy nên trong khoảng thời gian này, vũ trụ muốn các bạn kết nối với tình yêu thuần khiết của vũ trụ và thấy được rằng là các bạn là những người rất đáng yêu. Các bạn cũng đáng được trân trọng như những cái người mà các bạn vẫn đang trân trọng ngoài kia vậy. Các bạn cũng đáng được yêu thương và nâng niu và gọi là dành cho và được dành cho những cái tình yêu gọi là thuần khiết, giống như cái cách mà các bạn vẫn dành cho những người ngoài kia vậy. Có một số bạn chọn tụ bài số 2, trong năm nay các bạn có thể sẽ lập gia đình, hoặc là các bạn sẽ kết hôn, hoặc là các bạn sẽ có một cái bước tiến xa trên cái gọi là chặng đường hôn nhân của các bạn. Tuy nhiên thì sẽ có rất là nhiều những cái yếu tố xung đột liên quan đến đấy, quan điểm này, cách mà các bạn thể hiện bản thân mình, hay là các bạn có thực sự yêu thương bản thân mình được không khi mà các bạn ở trong những cái mối quan hệ đi đường dài như vậy, hoặc là ở trong những cái mối quan hệ hôn nhân như vậy, cách mà các bạn đối nhân xử thế với những người xung quanh nữa. Nha, chúng ta có soul work, làm việc với bóng tối, làm việc với linh hồn của mình. Với các bạn chọn tụ bài số 2, mình nhìn thấy thông điệp đưa ra rất là xuyên suốt về cái việc mà đây là cái khoảng thời gian để các bạn đối diện sâu hơn với bóng tối rồi. Kể cả các bạn đã đang trên hành trình chữa lành một khoảng thời gian lâu rồi, hay là các bạn chưa bắt đầu cái hành trình chữa lành của mình đi chăng nữa, thì tất cả những cái thông điệp mà các cái lá bài nó gửi tới đều muốn nói với các bạn rằng là hãy vào sâu hơn đi. Hãy vào sâu hơn những cái gì mà các bạn đã làm, hãy vào sâu hơn những gì mà các bạn đã biết, bởi vì đôi khi thôi nhá, đôi khi có thể những cái phương thức hoặc là những cái cách mà các bạn chữa lành, hoặc là những cái cách mà các bạn làm việc với bản thân chẳng hạn, nó vẫn chưa thực sự vào sâu đến thế, và nó vẫn khiến cho các bạn
chạy trốn đi những cái phần mà các bạn không muốn đối diện ở thẳm sâu bên trong mình. Và cái điều đấy vô tình nó lại tạo ra cho các bạn nhiều những cái sự xung đột ở cái thế giới bên ngoài rất là nhiều. Công việc thì muốn phát triển nhưng mà lại không có đủ năng lượng. Và những cái mối quan hệ thì muốn vào sâu hơn và muốn kết nối sâu sắc hơn nhưng mà lại không có cách nào. Và mình lại cứ bị kẹt trong một cái vòng lặp như thế. Kiểu nó không quá tệ nhưng mà nó lại không quá, nó không quá thực sự sâu sắc ấy. Đó. Và cái cuối cùng mà vũ trụ muốn gửi tới với các bạn đấy là bảy gậy ngược. Đây là lúc để các bạn đứng lên, tạo một cái ranh giới lành mạnh để bảo vệ bản thân mình rồi. Nếu như các bạn không bảo vệ được cái thế giới nội tâm của mình đây, thì những cái năng lượng đen bên ngoài nó sẽ hút các bạn đi. Và các bạn sẽ không còn năng lượng để làm một cái gì khác nữa. Nếu như mình không yêu thương và bảo vệ được bản thân mình, cái năng lượng của mình, thì mình sẽ không thể nào cho ai được những cái năng lượng thuần khiết được. Và cái năng lượng mà mình cho đi cũng đều là những cái năng lượng nó rất là mệt mỏi. Và mình càng cho đi thì mình chỉ càng mệt hơn mà thôi. Đó là những cái thông điệp mà mình nhìn thấy vũ trụ muốn gửi tới các bạn trong cái khoảng thời gian này. Và một cái nữa đấy là nếu như để có thể cân bằng được cái năng lượng cho cái cho cái thế giới nội tâm của các bạn nhiều hơn, thì các bạn hãy hướng tới cái việc mà thiên bình, nghĩa là làm đẹp này, kết nối với cả vẻ đẹp, sắc đẹp, nghệ thuật, thẩm mỹ, cho phép bản thân mình gọi là đi vào sâu hơn những cái liên quan đến nghệ thuật này, thể hiện bản thân mình nhiều hơn với những cái vẻ đẹp của mình, với những cái nghệ thuật của mình, tham gia một cái bộ môn nào đó, hay là tham gia những cái thứ mà nó kích thích lên cái tính gọi là cái tính thiên bình ấy, cái tính của vẻ đẹp, sắc đẹp và nghệ thuật đấy. Và thay đổi cách ăn mặc này, đầu tóc này, hoặc là tham gia vào những cái cộng đồng mà nó giúp cho các bạn phát triển nhiều hơn về mặt tâm hồn, nuôi dưỡng về mặt tâm hồn, cân bằng được lại được cái cảm xúc của mình, cũng như là để có thể giúp cho các bạn hỗ trợ nhiều hơn trên cái hành trình làm việc với bản thân này, thì vũ trụ muốn các bạn có thể học, tham gia thêm những cái lớp học, hoặc là tham gia thêm những cái khóa, hoặc là kết nối với những cái người mà họ đã có những cái kinh nghiệm về cái việc phát triển cái năng lượng tính nữ lành mạnh, họ phát triển thêm được những cái năng lượng về các cái mối quan hệ đấy, để giúp cho các bạn có thể xây dựng được cái danh tính cá nhân của mình tốt hơn khi mà các bạn bước vào những cái mối quan hệ của bản thân. Và đồng thời để có thể cân bằng được năng lượng nữa, thì vũ trụ rất muốn các bạn có thể mở rộng bản thân mình trong cái cách mà các bạn kết nối với mọi người và làm việc nhóm, tham gia nhiều hơn vào cái việc làm việc nhóm trong công việc sự nghiệp của mình này, mở rộng bản thân mình trong việc mà kết nối với những cái người mà có cùng cái chí hướng, có cùng một cái trường năng lượng, hoặc là có đã trải qua những cái chặng mà các bạn đã trải qua rồi á, đã trải qua những cái chặng mà các bạn chưa trải qua, để có thể gọi là đón nhận thêm những cái kinh nghiệm, hoặc là đón nhận thêm những cái góc nhìn mới, để giúp cho các bạn có thể xây dựng được cái tôi của mình và cái danh tính cá nhân của mình tốt hơn. Đấy là những cái gì mà mình nhìn thấy vũ trụ muốn gửi tới các bạn trong cái khoảng thời gian hiện tại rồi. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh của mình ngày hôm nay, và đừng quên like và subscribe nhé. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn đã tới với cả tụ bài số 3. Đấy là hộp bài này, Herbal. Mình rất thích bộ bài này, mình sẽ để nó ở đây nha. Đầu tiên thì mình sẽ muốn check qua một chút về cái năng lượng hiện tại của các bạn, để xem rằng là đây có đúng phải là cái tụ bài mà các bạn cần chọn hay không nhé. Chúng ta có nhà số 10 ở Bảo Bình. Và đây là cái gì đây? Đây là wow, nice. Rất là nhiều bạn trong khoảng thời gian vừa rồi, tụ bài số 3, bắt đầu nhìn ra được cái sứ mệnh của bản thân mình, hoặc là nhìn ra được những cái gì mà các bạn muốn làm trong cái cuộc sống này. Hoặc là nó như kiểu là một số bạn thì đã cảm nhận được là mình muốn làm gì rồi đấy, thế nhưng mà các bạn vẫn chưa hoàn toàn cảm thấy kết nối với cái đấy lắm. Thì cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà các bạn nhìn thấy cái đấy nhiều hơn và rõ hơn rất là nhiều. Một số bạn khác thì giống như kiểu là mặt trời chân lý trói qua tim vậy, các bạn nhận ra được là ô, đây mới là điều mà tôi thực sự muốn làm, thông qua những cái trải nghiệm của các bạn và thông qua những cái gì mà các bạn đã trải qua vừa rồi. Các bạn cảm thấy là ở thời điểm hiện tại các bạn nhận ra được là các bạn muốn hướng cái trái tim của mình tới những cái gì mà nó hướng tới những cái điều cao đẹp hơn, tới những cái điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống.
muốn làm những cái thứ mà liên quan tới giao tiếp này, hoặc là liên quan tới con người, hoặc là muốn chia sẻ, muốn lan tỏa những cái điều tốt đẹp tới với mọi người. Một số bạn khác sẽ muốn làm nhiều hơn về công nghệ thông tin, hoặc là đi sâu hơn vào những cái công nghệ và những cái cải tiến ấy, những cái phát triển và về mặt cải tiến. Các bạn chọn tụ bài số 3 này, các bạn là những cái người mà có một cái đầu óc rất là sáng tạo và rất sáng tạo nhưng mà lại rất logic, nghĩa là cái bộ não trái và não phải của các bạn đều phát triển, thế nên nó khiến cho các bạn có được những cái tầm nhìn rất là xa, hoặc là các bạn có được những cái ý tưởng rất là đột phá trong cả thế giới vật chất lẫn thế giới tinh thần, và các bạn rất là muốn kết hợp cái điều này vào trong cái cuộc sống của các bạn, đặc biệt là vào trong lĩnh vực công việc sự nghiệp của mình để có thể phát triển nó nhiều hơn. Các bạn chọn tụ bài số 3 này cũng là những người mà rất là hướng về con người và cộng đồng, và các bạn muốn hướng tới những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tuy nhiên thì cái khoảng thời gian vừa rồi cũng là một cái khoảng thời gian khá là gọi là học nhiều bài học của các bạn. Đấy, rất là nhiều các bạn gọi là trải qua những cái chặng mà gần như các bạn đánh mất chính mình trong cái việc mà các bạn phát triển công việc luôn, hoặc là các bạn dần dần các bạn quên đi cái việc chăm sóc bản thân mình trong công việc. Và cái khoảng thời gian vừa rồi là cái khoảng thời gian mà nó gần như khiến cho các bạn lại phải cân bằng lại, lại phải quay lại và lại kết nối lại với chính mình, xem rằng là liệu rằng mình đã cân bằng chưa, hay là những cái gì mà mình ném ra ngoài vừa rồi là vì cái mục đích gì, tại sao mình lại cứ bị cuốn theo cái vòng đấy như thế. Thì cái khoảng thời gian vừa rồi là cái lúc mà mình thấy các bạn chọn tụ bài số 3 rất là soi chiếu kỹ lại những cái gì đã xảy ra trong thế giới của các bạn. Chúng ta có judgment. Các bạn soi xét lại hết tất cả những gì các bạn đã làm trong cái hành trình vừa rồi, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, và các bạn cho mình những cái góc nhìn cao hơn, các bạn cho mình những cái góc nhìn nó sâu hơn về những cái gì mà các bạn đang làm hoặc là các bạn đã làm, và các bạn thấy được rằng là trên cái hành trình phát triển của các bạn này á, thì gần như là các bạn đã đóng cửa cái trái tim của mình rất là nhiều. Chúng ta có 9 gậy này. Rất là nhiều bạn nhận ra là tất cả những cái gì các bạn làm trước đây nó đều xuất phát từ những cái nỗi sợ, tức là sợ không được yêu thương này, sợ không được công nhận, sợ là mình không có đủ tiền, hoặc là sợ mình không trang trải được cuộc sống, sợ này sợ nọ. Và khi mà các bạn vận hành với cái nỗi sợ như vậy thì nhiều khi các bạn vẫn đạt được rất là nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng mà các bạn luôn cảm thấy không đủ, hoặc là các bạn luôn cảm thấy mình chưa có đủ những cái gì mà mình cần trong cuộc sống này ấy. Và điều đấy nó cứ liên tục khiến cho các bạn phải đi tiếp, làm nữa. Và rồi vô tình á, nó đưa các bạn chọn tụ bài số 3 á, các bạn tới với một cái guồng mà làm việc tới kiệt sức, hoặc là làm việc rất là nhiều và không có cái khoảng thời gian để mình nghỉ ngơi. Trong khi rõ ràng là nội tâm các bạn á, rất là page of cup, nghĩa là các bạn rất là muốn vui vẻ tận hưởng cuộc sống, các bạn kết nối nhiều với cả tình yêu, kết nối nhiều với các cái mối quan hệ, nhưng mà chẳng hiểu bởi vì sao cứ vào cái guồng quay đấy thì gần như là các bạn rất là xa tách với mọi người, và các bạn không có các cái khoảng thời gian ấy để cho bản thân mình đổ đầy chiếc cốc của mình nữa luôn. Và vô tình nó khiến cho các bạn trở nên rất là mệt mỏi với những cái guồng quay của công việc và với những cái guồng quay của những cái gì mà các bạn làm. Thế nên là cái khoảng thời gian này mình nhìn thấy được vũ trụ rất muốn các bạn có thể kết nối với cái phần nghệ thuật bên trong của mình nhiều hơn, và kết nối với phần cảm xúc của mình nhiều hơn. Cho phép bản thân mình được sống như một đứa trẻ nhiều hơn, làm những gì mình thích, làm những gì mình muốn, và thêm những cái sự kiện mà nó vui vẻ vào trong cuộc sống của các bạn, bởi vì các bạn đã dành quá là nhiều thời gian để suy nghĩ và đưa ra những cái quyết định lớn lao trong những cái công việc của các bạn rồi. Và mình nhìn thấy được là chúng ta có King of Swords. Vũ trụ muốn cái khoảng thời gian này các bạn có thể trở nên tỉnh thức hơn với việc mà các bạn gọi là sắp xếp cuộc sống, và cái việc mà các bạn xem rằng là mình đang làm cái này vì mục đích gì, hay là mình có đang trở nên quá sức với những gì mình đang làm hay không. King of Swords là một người rất là sâu sắc, thông thái, và là một người mà sắp xếp mọi thứ rất là rõ ràng và rành mạch. Vũ trụ đang nhìn thấy rằng là đôi khi á, bởi vì các bạn hướng cái tâm của mình ra bên ngoài nhiều quá, hay là kiểu rất là muốn làm trau chuốt hoặc là làm mọi thứ một cách hoàn hảo ấy, thế nên rằng là dù là các bạn đang đi học hay là đi làm thì các bạn cũng sẽ tốn rất là nhiều cái năng lượng và thời gian của mình để trở nên trau chuốt một cái điều gì đó, và đôi khi cái đấy nó khiến cho các bạn bị kiệt sức rất là nhiều. Thế nên vũ trụ muốn các bạn trở nên tỉnh táo hơn trong cái việc mà sắp xếp thời gian của mình và phân tách được rõ xem rằng là cái gì quan trọng, cái gì không, cái gì mình tập trung năng lượng vào, cái gì không, và làm sao để mình có thể điều hòa lại được cái cách mà mình vận hành cuộc sống, chứ không phải là như kiểu có một cái dự án thì mình sẽ thức trắng đêm 7 ngày để mình làm dự án đấy, xong rồi sau đấy mình sẽ ngủ bù chẳng hạn, kiểu như vậy. Và
cái khoảng thời gian này mình thấy được rằng là với một số bạn á, các bạn đang khá là lo lắng về tình hình tài chính, hoặc là các bạn đang khá là lo lắng là không biết sắp tới ấy, cái việc mà mình phát triển về công việc sự nghiệp sẽ ra sao, bởi vì các bạn sống trong một cái tâm thế mà nhiều khi mình vẫn hay bị không đủ như vậy. Nên là nhiều khi không phải là các bạn không có, đây chúng ta có 5 xu mà, không phải các bạn không có, nhưng mà nó vẫn khiến cho các bạn cảm thấy bị thiếu thốn ấy, hoặc là nó khiến cho các bạn cảm thấy là mình vẫn chưa có đủ, mình vẫn phải đi tìm tiếp, mình vẫn phải đi làm tiếp. Và vũ trụ muốn hỏi các bạn rằng là liệu rằng các bạn có đang tập trung vào những gì mà các bạn đang có trước mắt hay không. Queen of Cups, các bạn vẫn luôn có đủ tất cả những gì mà các bạn cần mà. Và đôi khi bởi vì mình quên mất cái việc kết nối với cả những cái gì mà mình làm, thế nên mình nghĩ là mình chưa có hoặc là mình chưa đủ. Nhưng mà thực ra các bạn vẫn đang có hết mà. Queen of Cups. Và mình nhìn thấy được là ở trong cái năng lượng của các bạn á, đang có một cái người phụ nữ hoặc là một cái người mang cái năng lượng tính nữ ấy, họ đang rất là yêu thương các bạn và họ đang rất là muốn gọi là cho các bạn nhìn thấy được rằng là họ vẫn luôn ủng hộ các bạn. Họ vẫn luôn ở đây để ủng hộ các bạn, hoặc là họ vẫn luôn ở đây để support tinh thần cho các bạn rất là nhiều. Họ nhìn thấy các bạn rất là mệt mỏi và họ nhìn thấy các bạn đang kiệt sức. Họ nhìn thấy các bạn đang lo lắng rất là nhiều về tình hình tài chính và công việc và tương lai của mình. Tuy nhiên thì họ rất là yêu thương các bạn và họ muốn các bạn biết rằng là bạn đã cố gắng rất là nhiều rồi và bạn vẫn đang làm rất là tốt và bạn vẫn đang có rất là đầy đủ những cái gì mà các bạn cần. Các bạn không cần thiết phải bòn rút và gọi là kiệt sức bản thân mình nhiều như thế. Mình nhìn thấy có một cái người phụ nữ rất là yêu thương các bạn đang ở đây và muốn các bạn nhìn thấy là họ yêu các bạn rất là nhiều. Đó. Chúng ta có 7 xu này. Cái khoảng thời gian sắp tới, nếu như các bạn có đang muốn tập trung vào cái việc mà hoàn thiện một cái dự án nào đó, hoặc là muốn phát triển một cái gì đấy của bản thân mình, thì vũ trụ muốn các bạn hãy kiên nhẫn và luyện xây dựng cái tính kiên trì, xây dựng cái tính gọi là mỗi ngày một chút nhẫn nại, từng chút một với những gì mà các bạn muốn làm. Các bạn chọn tụ bài số 3, các bạn là những người mà bởi vì các bạn nhìn xa và các bạn muốn gọi là đạt được nhiều thứ trong cuộc sống, thế nên đôi khi các bạn muốn đi nhanh và cái việc đi nhanh đấy nó lại khiến cho các bạn hay bị stress, hoặc là nó khiến cho các bạn cảm thấy kiểu mệt mỏi với những cái áp lực của cuộc sống hay là với những gì mà mình cần phải làm. Thế nên vũ trụ muốn các bạn cứ chậm lại một chút và dành nhiều cái tình yêu của mình cho những cái điều hàng ngày hơn, cũng như là sắp xếp cái cuộc sống của mình để nó trở nên kỷ luật và nó trở nên nó tỉnh thức hơn, thì khi đấy các bạn sẽ thấy là ô mọi thứ nó vẫn không quá tệ. Đấy là cái này mà mình nhìn thấy đấy. Vũ trụ muốn các bạn học được cái tính gọi là tỉnh thức trong những cái điều mà các bạn đang làm, thì sau đấy cái sự nghiệp của các bạn hoặc là những cái gì mà các bạn muốn làm nó mới có thể mở rộng và phát triển được. Mình nhìn thấy được là với các bạn chọn tụ bài số 3, bởi vì các bạn có rất là nhiều điều mà các bạn muốn thể hiện ra bên ngoài đấy, và đôi khi vì cái mong muốn mà muốn thể hiện bản thân hoặc là muốn thể hiện muốn làm được tất cả những cái điều mình muốn ấy nó mạnh quá, nó khiến cho các bạn quên mất cái tính kiên nhẫn và bền bỉ và kiên trì và chậm lại để quan sát tình huống cũng như là điều hòa cái cuộc sống của mình tốt hơn. Thế nên là vũ trụ muốn nói với các bạn, nếu như các bạn thực sự muốn phát triển mạnh hết cái tiềm năng của mình trong công việc sự nghiệp, thì nó sẽ đòi hỏi ở các bạn cái tính gọi là lùi về đằng sau này và kiên trì hơn, nhẫn nại hơn để có thể vượt qua được những cái trạng thái hoặc là vượt qua được những cái cảm xúc mà nhiều khi nó rất là tệ chẳng hạn, hoặc là nhiều khi các bạn thấy rất là mệt chẳng hạn. Nhiều khi các bạn cảm thấy gọi là không nhìn thấy rõ và nhiều khi các bạn cảm thấy rất là xung đột nội tâm, mâu thuẫn, thì liệu rằng các bạn có đủ yêu thương bản thân mình đấy để có thể gọi là chấp nhận mình ở những cái giai đoạn đó và rồi quay về ôm ấp mình và rồi lại tiếp tục một lần nữa làm những cái điều mà các bạn cần phải làm để bắt đầu xây dựng những cái điều mà các bạn muốn hay không. Ok. Mình nhìn thấy với các bạn chọn tụ bài số 3 này á, có một số bạn cũng đang rất là phân vân và đắn đo với cái việc là không biết liệu rằng mình có nên thể hiện bản thân mình ra ngoài nhiều hơn hay là nên gọi là phát triển những cái ý tưởng hiện tại mà các bạn đang có ở bên trong đầu hay không. Thì mình có The Star. Vũ trụ muốn nói rằng là nếu như các bạn muốn phát triển ý tưởng đó thì nó không chỉ đi kèm với cái việc kiên trì bền bỉ mà nó còn phải đi kèm với cả cái sự gọi là sống thật nữa. Ý là thể hiện thật những cái con người, kể cả ánh sáng và bóng tối của mình ra với thế giới.
các bạn là những cái người mà đôi khi sẽ hơi bị phân vân ấy, bởi vì các bạn cũng là những cái người nhạy cảm, nên là nhiều khi các bạn cũng hơi sợ là nếu như mình nói thật hết những cái suy nghĩ và mong muốn của mình ra thì liệu rằng là nó có ổn không, hay là mình có nên làm một cái gì đấy để cải thiện bản thân mình trước hay không, hay là mình có nên làm sao để cho nó phù hợp với cái này cái kia hay không. Và đôi khi các bạn phân vân tính toán nhiều quá, nó khiến cho các bạn bị kẹt trong một cái vòng lặp, đấy là không biết là mình nên làm như thế nào. Và nó lại trở thành một cái chuỗi khiến cho các bạn suy nghĩ và phân vân nhiều hơn, chứ lại không dám thực sự làm hết những cái gì mà các bạn thực sự muốn làm. Thế nên cái khoảng thời gian sắp tới, vũ trụ muốn các bạn hãy cho phép bản thân mình thể hiện mình nhiều hơn trong công việc sự nghiệp của mình. Có ước mơ gì thì hãy nói ra này, có những cái gì muốn nói trong công việc thì hãy thể hiện nó ra. Có những cái điều mà các bạn cảm thấy cần phải nói lên thì hãy nói, thay vì việc là cứ giữ trong lòng ấy và rồi tự nghĩ một mình, vô tình nó lại khiến cho các bạn bị đè nén năng lượng. Đồng thời đấy là rất là nhiều bạn sẽ muốn bứt phá ra khỏi cái phạm vi an toàn của mình để làm những cái điều mới, hoặc là để thể hiện bản thân mình ở một cái vị trí mới, ở một cái vai trò mới nhiều hơn. Các bạn không còn muốn làm một cái vai trò trước đây nữa. Cái vai trò trước đây á, tuy là nó cũng ok, thế nhưng mà mình nhìn thấy là nó không thể khiến cho các bạn có thể thể hiện hết được cái màu sắc của bản thân mình và cái danh tính cá nhân của mình. Thế nên là các bạn muốn có thể gọi là thử sức với những cái vai trò mới để cho bản thân mình có thể khám phá nhiều hơn những cái màu sắc cá nhân của mình, thì mình nhìn thấy là vũ trụ thôi thúc các bạn trong việc là cho phép bản thân mình làm cái điều đó. Trong cái khoảng thời gian sắp tới, một cái nữa mà mình nhìn thấy, chúng ta có là wealth, giàu có thịnh vượng này. Đó, trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như các bạn tiếp tục lắng nghe cái thông điệp mà vũ trụ gửi tới các bạn, dám mơ lớn, dám nghĩ lớn và dám bứt phá ra khỏi phạm vi an toàn của mình, thì sẽ có rất là nhiều những cái sự vui vẻ, tốt lành và những cái tin vui tới với cả tài chính của các bạn. Các bạn sẽ nhìn thấy các bạn cái đời sống tài chính và cái thịnh vượng vật chất của các bạn sẽ đi lên rất là nhiều. Các bạn sẽ nhận được rất là nhiều những cái sự ủng hộ từ những cái người xung quanh khi mà các bạn bước đi trên cái hành trình mới này. Với một số bạn khác thì mình nhìn thấy là các bạn sẽ nhận được rất là nhiều những cái thông điệp hướng dẫn thông qua những cái trải bài tarot này chẳng hạn, hoặc là thông qua cái trực giác của các bạn, thông qua giấc mơ, để giúp cho các bạn biết được rằng là các bạn đang đi đúng hướng. Các bạn sẽ cảm nhận được rất là nhiều thông điệp, rất là nhiều cái vòng lặp này, rất là nhiều những cái số lặp, những cái tín hiệu của vũ trụ gửi tới cho các bạn biết được rằng là các bạn vẫn đang đi đúng đường rồi, và cứ hãy tiếp tục đi đi, đừng sợ hãi nữa. Rất là nhiều bạn trong cái khoảng thời gian này, mình nhìn thấy các bạn thanh lọc lại cái năng lượng của mình rất là lớn. Purification. Một số bạn thanh lọc bởi vì các bạn vừa trải qua một cái chuyện tình cảm nào đó mà nó chạm rất là sâu vào những cái tổn thương bên trong các bạn. Thì Hangman nó khiến cho các bạn muốn mở cửa trái tim của mình và muốn trao đi nhiều hơn, muốn làm nhiều hơn cho những người xung quanh, hoặc là nó khiến cho các bạn ngộ giác ra được rất là nhiều điều trong cuộc sống mà nó khiến cho các bạn cảm thấy rằng là tôi cần phải vận hành cuộc sống của mình khác đi trong cái khoảng thời gian sắp tới. Và một số bạn khác thì thông qua cái mối quan hệ đó, nó khiến cho các bạn biết được làm sao để bản thân mình biết cách bỏ đi những cái gì không còn phù hợp và chỉ ôm đi những cái gì mà nó phù hợp với bản thân mình thôi. Và khi mà các bạn có được cái suy nghĩ như thế thì nó cũng khiến cho các bạn bắt đầu thay đổi những cái cách thức mà các bạn nhìn nhận trong cái cuộc sống cá nhân cũng như là cái hành trình sự nghiệp sắp tới của mình. Cái khoảng thời gian này là cái lúc mà mình nhìn thấy nếu như có thể thì vũ trụ muốn các bạn hãy đi ra ngoài nhiều hơn, dành thời gian để đi du lịch trải nghiệm này, hoặc là bước ra khỏi cái nơi mà các bạn đang sống để trải nghiệm cuộc sống và cho bản thân mình những cái trải nghiệm mới, gặp gỡ những cái người nước ngoài này, hoặc là gặp gỡ những cái người mà có khác những cái hệ tư tưởng sống, cái quan điểm sống với các bạn, và cho phép bản thân mình giao tiếp nhiều hơn, kết nối nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn để có thể học hỏi được từ thế giới xung quanh. Cái việc mà các bạn giao tiếp và cái việc mà các bạn bước ra khỏi cái phạm vi an toàn để kết nối với những cái người mà khác với các bạn ấy, nó sẽ bắt đầu cho các bạn những cái đường hướng rõ ràng hơn rất là nhiều trên cái hành trình phát triển sự nghiệp của các bạn, hay là cái hành trình phát triển cá nhân nữa. Và mình cũng nhìn thấy vũ trụ rất muốn các bạn có thể đổ đầy chiếc cốc của mình, chín cốc, cho bản thân mình tận hưởng cuộc sống này, làm những cái điều mà nó chỉ là bởi vì vui thôi. Các bạn chọn tụ bài số 3, nhiều khi các bạn làm điều này điều kia vì rất là nhiều lý do và các bạn phải tính toán rất là nhiều những cái hệ quả hệ lụy cho nó, chứ các bạn ít khi dành cho bản thân mình những cái khoảng thời gian để vui thôi, làm những cái gì mà mình thích thôi.
Đấy, và vũ trụ muốn các bạn hãy dành cái điều này cho bản thân mình nhiều hơn trong khoảng thời gian sắp tới nữa, để có thể tự đổ đầy được cái chiếc cốc của mình, kết nối với đứa trẻ bên trong của mình để làm những cái điều mà bản thân mình cảm thấy thích thú. Và với các bạn tự chọn tụ bài số 3 thì khoảng thời gian sắp tới, tuy là nó sẽ không ngay lập tức những cái tình hình tài chính nó tăng vọt lên, thế nhưng mà các bạn sẽ cảm thấy bản thân mình vẫn có đủ những cái gì mà bản thân mình cần, và tình hình tài chính vẫn có tương đối là thịnh vượng. Các bạn vẫn có thể chi trả được cho những cái nhu cầu và những cái mục đích mà mình mong muốn, và đồng thời mình nhìn thấy được là nếu như các bạn biết trân trọng những gì mà mình đang có thì các bạn sẽ thấy là bản thân mình vẫn đang có nhiều hơn những gì mà mình nghĩ là mình cần. Đấy. Và thông điệp cuối cùng thôi, best of sort. Mình bắt được một cái năng lượng, đấy là có rất là nhiều người đang theo dõi các bạn ngầm, có rất là nhiều người đang để ý cái việc phát triển của các bạn ấy, và họ đang rất là muốn kết hợp với các bạn, hoặc là có rất là nhiều người đang muốn tới để trao cho các bạn một cái cốc tình yêu, hoặc là muốn tới để gọi là nói chuyện và tìm hiểu các bạn. Nhưng mà mình nhìn thấy các bạn đang khá là tập trung vào công việc, sự nghiệp và những cái phát triển bản thân của mình. Thế nên các bạn sẽ không quá là để ý tới những cái năng lượng bên ngoài. Thế nhưng mà mình đang thấy có rất là nhiều người đang quan sát các bạn đó. Và cái sự họ nhìn thấy được cái quá trình mà các bạn đi vào bên trong để tìm thấy được ánh sáng cho chính mình. Họ nhìn thấy được cái quá trình mà các bạn phải rất là chật vật ấy để có thể gọi là phát triển được bản thân mình và làm việc với bóng tối để có thể gọi là đi tiếp và tiến bước vào trong cuộc sống. Rất là nhiều người họ đang nhìn thấy được cái ánh sáng của các bạn và đang theo dõi các bạn từ xa. Trong đấy mình đặc biệt nhìn thấy một cái người mà các bạn có một cái kết nối tâm linh khá là sâu sắc. Chúng ta có The Empress, à đâu, The Hypatist. Có một cái người mà họ có kết nối năng lượng về mặt tinh thần với các bạn rất là sâu sắc, và họ đã gọi là thầm để ý, thầm quan sát các bạn rất là lâu rồi, và họ rất là muốn có thể trao cho các bạn một cái ly tình cảm thuần khiết. Đấy, cái người này là cái người mà The Lover, một người soulmate của các bạn đấy, một người mà rất là yêu thương các bạn và dành một cái tình yêu rất là thuần khiết cho các bạn. Họ nhìn thấy được ánh sáng và họ nhìn thấy được vẻ đẹp của các bạn, và họ nhìn thấy được cái nỗ lực của các bạn trong cái việc mà trở thành cái phiên bản tốt hơn, và cái việc mà cố gắng của các bạn để có thể tự xây dựng được cái cuộc sống của chính mình. Thế nên rằng là họ đang cảm thấy rất là thu hút bởi cái ánh sáng của các bạn và bởi cái hào quang của các bạn. Người này là cái người mà họ là một cái người rất là trưởng thành về mặt cảm xúc. Chúng ta có King of Cups. Một cái người mà họ đã trải qua khá là nhiều thứ trong cuộc sống rồi, và họ có cái sự trầm ổn nhất định trong cuộc sống. Họ thiên về cái giá trị tinh thần và họ muốn xây dựng được những cái mối quan hệ gọi là lành mạnh bền vững, chứ họ sẽ không phải là một người chơi qua đường. Tuy nhiên thì họ vẫn âm thầm quan sát các bạn từ xa và họ để ý các bạn một khoảng thời gian khá là lâu rồi. Đấy, họ rất là muốn có thể gọi là kết nối với các bạn nhiều hơn để hiểu về cái nội tâm của các bạn nhiều hơn và hiểu sâu hơn về những gì mà các bạn đã trải qua ấy. Đấy. Một số bạn thì mình, một số thôi nha, một số thì mình đang cảm thấy như là các bạn vẫn còn lưu luyến một cái người cũ nào đó, một cái người mà các bạn xem như là họ rất là giỏi giang, tài giỏi, the magician, một cái người mà các bạn nghĩ là họ đã làm được nhiều thứ trong cuộc sống và họ có thể tự chủ được cuộc sống của mình. Tuy nhiên thì với cái người the magician này, mình nhìn thấy các bạn vẫn cứ trông chờ vào họ rất là nhiều. Bạn cứ trông chờ vào những cái tiềm năng mà họ có thể có, hoặc là bạn trông chờ vào những cái gì mà họ sẽ mang tới cho các bạn ý. Thế nhưng mà với cái người này thì mình nhìn thấy được là họ là một cái người rất là cứng rắn, The Emperor. Họ có trải nghiệm, họ có nhiều thứ trong cuộc sống, và hiện tại họ đang có rất là nhiều những cái trách nhiệm trên vai mà họ không thể nào ngay lập tức mà họ lao tới với các bạn được. Thì mình nhìn thấy một số bạn vẫn còn đang rất là nghĩ về cái người đó. Thì vũ trụ chỉ muốn nói với các bạn rằng là buông đi những cái chấp niệm của các bạn với cái người này. Cái người này ở cái thời điểm hiện tại ấy, họ chưa hoàn toàn có đủ cái khả năng và họ chưa hoàn toàn có đủ cái năng lượng để tới với các bạn ngay ở trong cái thời điểm này đâu. Họ vẫn còn đang xây dựng rất là nhiều thứ trong cuộc sống của họ và rất là nhiều những cái hoài bão mà họ vẫn còn đang cần phải làm. Họ vẫn đang phát triển trên cái hành trình cá nhân. Và nếu như các bạn cứ mãi đặt cái tâm của mình lên cái người này quá là lớn ấy, thì vô tình nó lại khiến cho các bạn mất đi cái năng lượng để làm những cái điều mà các bạn muốn làm trong cái cuộc sống cá nhân của bạn. Thế nên là ở thời điểm hiện tại, vũ trụ muốn nói có rất là nhiều người nhìn thấy ánh sáng của bạn và có rất là nhiều người nhìn thấy vẻ đẹp của bạn. Tuy nhiên, bạn có lại đang chạy đuổi theo cái việc mà phải nương nhờ vào, hoặc là cái việc mà phải cần có một cái tình yêu từ ai đó để khiến cho bản thân mình cảm thấy an toàn hơn và để cho bản thân mình tỏa sáng hơn hay không? Bởi vì vũ trụ nói là chỉ một cần một mình các bạn đứng ở đây thôi. Các bạn cũng đang rất là tỏa sáng rồi. Và đôi khi các bạn đang không nhìn thấy vẻ đẹp của bản thân mình.
Vũ trụ muốn các bạn hãy nhìn thấy bản thân mình đẹp đẽ và tuyệt vời giống như cách mà những người xung quanh vẫn đang nhìn thấy các bạn vậy. Ừ, và chỉ cần các bạn cứ tập trung vào cuộc sống của mình thì khi mà cái bánh xoay số phận nó chuyển và khi mà những cái thời cơ nó tới, cái duyên nó tới thì mọi thứ nó sẽ nở hoa. Thay vì cái việc chúng ta cứ quá cố gắng phải kiểm soát cái tương lai của nó, hay là phải kiểm soát xem đâu mới là người mà mình muốn và đâu mới là người mà họ tới với mình, và mình phải muốn mọi thứ xảy ra theo đúng cái lộ trình mà mình muốn cơ. Thì vũ trụ muốn các bạn nhìn nhận rằng là thực ra tất cả mọi người xung quanh đều yêu thương các bạn, và vẫn có rất là nhiều người vẫn đang để ý tới các bạn. Những cái đối tượng mà họ muốn trao cái cốc tình cảm cho các bạn vẫn đang ở đây. Nhưng mà không phải bởi vì như thế, không phải bởi vì mà mọi thứ nó chưa xảy ra ngay lập tức ấy, mà các bạn cứ phải quá cưỡng cầu nó và phải đau khổ vì nó. Thay vì như vậy, hãy tập trung vào cái việc yêu thương và phát triển bản thân mình. Thế nha, đấy là tất cả những gì mà mình có cho cái trải bài của ngày hôm nay rồi. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh của mình ngày hôm nay, và đừng quên like và subscribe nhé. Bye bye.